Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đưa vào sử dụng được xem là khâu đột phá trong tiến trình cải cách hành chính, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Với dịch vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ, thanh toán lệ phí và trả kết quả đều được thực hiện trên môi trường mạng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Docovina có trụ sở tại huyện Văn Lâm là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, hiện có hơn 30 chuyên gia và người lao động nước ngoài làm việc. Công ty thường xuyên phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động nước ngoài. Trước đây, việc nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại các sở ban ngành qua nhiều cửa khác nhau gây tốn kém về thời gian và kinh phí đi lại. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 2020 đến nay, 100% các thủ tục hành chính của công ty đều được thực hiện trực tuyến. Doanh nghiệp có thể kiểm tra được quá trình nộp hồ sơ, xử lý, nộp lệ phí và nhận hồ sơ qua bưu điện. Khi mà thực hiện một cái thủ tục nào đó thì chúng tôi chỉ mất khoảng 10 phút để là chúng tôi có thể nộp xong hồ sơ rồi, rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên trong công ty. Nhờ sự nỗ lực tuyên truyền hướng dẫn của các cấp chính quyền đoàn thể tại địa phương, đến nay nhiều người dân đã hiểu và chủ động thực hiện trực tuyến khi cần làm thủ tục hành chính. Với một chiếc điện thoại thông minh, ông Đỗ Mạnh Tuấn ở thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ vừa thực hiện thành công thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội sau khi mẹ ông qua đời. Khi mà mình nhập cái thông tin của mình vào cổng điện tử này thì là trong đó người ta sẽ có những hướng dẫn và mình sẽ làm theo, rồi thì là nó cũng đơn giản thôi. Chúng tôi cảm thấy là nó rất là thuận lợi cho người dân, nó đỡ phải đi lại rồi đỡ mất thời gian chờ đợi mà mọi thứ là đều được giải quyết một cách rất là nhanh gọn. Nếu như cả năm 2021, toàn tỉnh chỉ có 7% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thì từ đầu năm đến nay đã có gần 50.000 hồ sơ trực tuyến, đạt gần 20% tổng số hồ sơ. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi, tránh được sự nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ công chức, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.